Hello mọi người, mình là Vivi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và trong video này thì mình sẽ tiếp tục đưa ra những cái nhận định cũng là góc nhìn cho bốn cặp tiền bao gồm vàng, chỉ số USD Index, BTC USD và dầu ở trong tuần mới này nhé. Ở trong tuần mới này thì chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 và kết thúc vào ngày 24 tháng 11. Đầu tiên thì như thường lệ chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những cái tin tức chính mà sẽ diễn ra trong tuần này trước nha. Các bạn sẽ vào cái trang web Forex Factory nhé. Thứ hai thì chúng ta sẽ không có tin tức gì cả. Đến thứ ba thì có tin về bảng Anh này, đô la Úc này, đô la Canada này. Khi mà các bạn giao dịch những cặp tiền liên quan đến những cái đồng này thì các bạn nên lưu ý nhé. Đến thứ tư thì vào lúc 2 giờ sáng thì sẽ có cái tin về biên bản họp FOMC. Và các bạn lưu ý là cái tin FOMC này nó sẽ có thể là gây ra cái biến động nhẹ cho thị trường. Tại vì đây sẽ không phải là cái cuộc họp mà đưa ra cái lãi suất chính. Đây chỉ là cái cuộc họp phụ và sẽ ấn định lãi suất để công bố trong cái cuộc họp FOMC chính để lãi suất sắp tới trong tháng này. Sau đấy thì tiếp tục có tin về đô la Úc này. Và lúc 8 rưỡi tối cho đến 10 giờ tối thì có tin về yêu cầu thất nghiệp và tâm lý người tiêu dùng. 11 rưỡi thì có tin về đô la Canada. Để thứ 5 thì chủ yếu có tin về euro và tin bảng Anh thôi. Thì các bạn nên lưu ý khi mà giao dịch những cặp tiền liên quan euro và GBP nhé. Chốt lại tuần ấy, thì tối thứ 6 có tin về PMI sản xuất và PMI dịch vụ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với phần chính ngày hôm nay, đó là phân tích bốn cặp tiền nha. Đầu tiên đó là đối với vàng, chúng ta cũng sẽ phân tích từ khung week trước nhé. Thì vàng trong tuần vừa rồi đã có cái nhịp tăng đáng kể này. Tuy nhiên thì nó chưa có đóng nến ở trên cái thân nến lẫn dâu nến của cái nến tuần trước nữa. Cho nên chúng ta vẫn có thể làm canh sell xuống được. Nhưng mà cái xu hướng hiện tại của vàng ấy, nó đang củng cố, đó là xu hướng tăng. Thì trong tuần này chúng ta sẽ canh thấp buy lên hoặc là canh các điểm break để chúng ta entry buy lên thôi. Và theo góc nhìn của mình ấy, vàng vẫn còn đang trên tăng và nó có thể là tăng đến cái mức đỉnh cũ, đó là quanh 2006 ấy này. Trong tuần vừa rồi thì nó có về hồi về đúng cái vùng flip zone, tức là cái vùng đỉnh cũ như thế này, và nó bật lên mạnh này, hồi về đúng cái vùng 1936 và bật lên mạnh như thế này. Vậy thì chúng ta sẽ canh thấp buy lên như thế nào? Sẽ có hai cái phương án buy để cho các bạn có thể tham khảo như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đợi giá hồi về quanh cái vùng là 1930 đến 1950 này thì chúng ta sẽ canh buy lên. Tại vì khung H4 ấy, nếu mà tinh ý ra thì các bạn có thể nhìn thấy là vàng đã hình thành cái mô hình vai đầu vai khi mà phản ứng về cái vùng cản tại khung H4 này. Đây nhá. Đây sẽ là vai trái này, đầu này, vai phải này. Cái mô hình này nó sẽ không được đẹp, đó là phải nhất thiết là hai vai bằng nhau hay như thế nào. Nhưng mà có một cái điều kiện tiên quyết, đó là đầu nó phải thấp hơn hai vai thì cái mô hình này đã được hình thành. Thì đây nó sẽ là cái đường viền cổ của mô hình này nhá. Đây nó sẽ là cái đường viền cổ của mô hình này. Cái phương án đầu tiên đó là các bạn sẽ đợi về, đợi giá break giá qua cái đường neckline của cái mô hình vai đầu vai này thì chúng ta sẽ canh buy lên tại quanh 1930 cho đến 1950. Phương án buy thứ hai ấy, đó là mọi người sẽ đợi giá hồi về cái đường neckline này và hình thành cái mũ nến, đó là xuất hiện cái nến engulfing. Khi mà giá hồi về đường neckline này cái thì chúng ta có thể an toàn, chúng ta buy lên được. Cái target cho cái plan buy vàng này mình sẽ đưa ra nhận định, đó là quanh vùng 2006 cho đến 2008. Thì các bạn có thể là tham khảo và tìm được cái điểm hợp lý để chúng ta canh buy lên đối với vàng nhé. Chuyển sang cặp tiếp theo, đó là DXY. Tuần qua thì cũng có khá nhiều tin biến động về USD, nó là khiến cái chỉ số USD Index đã giảm. Tuần này đã đóng nến vào một cái nến engulfing này khi nó bao trùm cây nến xanh trước đấy, và nó cũng đã đóng nến qua dâu nến lẫn thân nến của cây nến tuần trước. Nó củng cố cho cái việc đó là chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta canh sell xuống đối với chỉ số DXY. Vậy thì về khung D chúng ta sẽ canh sell như thế nào? Sẽ có hai cái điểm mà các bạn cần lưu ý. Đầu tiên đó là cái vùng đỉnh mà giá đã tạo quanh 106 cho đến 107. Cái vùng thứ hai đó là cái vùng mà đáy cũ mà giá đã phá vỡ này, đó là quanh 104 cho đến 105. Cũng sẽ có hai cái phương án để chúng ta sell xuống đối với DXY như sau. Plan đầu tiên đó là các bạn sẽ canh giá lên một nhịp cao hồi về cái vùng đỉnh cũ, tức là cái vùng kháng cự quanh 106 này thì chúng ta sẽ entry sell xuống. Plan thứ hai đó là các bạn sẽ đợi giá hồi về cái vùng đáy cũ, tức là cái vùng giá flip zone, vùng hỗ trợ mà giá đã phá vỡ trước đấy này, rồi chúng ta sẽ canh sell xuống đối với DXY. Khi mà mình đưa ra cái plan đối với DXY như này thì các bạn có thể là linh hoạt để có cái kế hoạch buy sell cụ thể đối với những cặp tiền liên quan đến USD, ví dụ như là USD Canada này hay là Euro USD, để chúng ta có thể là bắt kịp xu hướng nhé. Sau đến cặp tiếp theo đó là BTC USD. BTC USD thì trong tuần này cái nến của nó hiện tại thì nó là một cái nến búa như thế này,
và nó chưa có đóng nến hẳn ở trên cái dầu nến lẫn thân nến của cái nến tuần trước. Cho nên là trong tuần này thì chúng ta theo cái xu hướng trước đấy thôi, chúng ta vẫn sẽ canh thấp để chúng ta buy lên đối với BTC nhá. Chúng ta sẽ phải 01D để chúng ta nhìn thấy rõ hơn về cái hành vi giá nha. Thì trong ngày thứ 6 nó đã có một cái nhịp giảm đáng kể này. Nó quay về từ nhịp giảm từ 38k và quay trở về cho đến 35.5k. Vậy thì chúng ta sẽ canh buy lên như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đợi giá hồi về cái vùng này. Hồi về cái vùng này, đây là cái vùng cản gần nhất mà vùng đáy gần nhất mà giá đã tạo thành này. Đó là quanh cái vùng 35.5 cho đến 35.7k thì chúng ta sẽ entry buy lên đối với BTC. Target của nó sẽ tầm 38 cho đến 39k nhé. Đấy là cái vùng buy đầu tiên. Vùng buy thứ hai mà các bạn có thể là canh buy lên đó là quanh 35k, tạo cái phá vỡ giá qua cái vùng 35.5k mà nó xuống đến vùng 35k thì chúng ta sẽ canh buy lên khi mà giá nó xuống đến vùng này. Đấy thì sẽ có hai cái plan để canh buy lên đối với BTC như vậy. Chúng ta sẽ chuyển sang cặp cuối cùng nhé, đó là cặp dầu này. Dầu trong tuần vừa rồi thì đã có một cái nhịp giảm đáng kể này, nhưng mà cái dầu nến dưới của nó thể hiện cái sự từ chối giảm tiếp và nó cũng chưa đóng nến hoàn toàn qua dầu nến lẫn thân nến của cái nến tuần trước, nhưng mà cái nhịp giảm của nó vẫn được duy trì. Các bạn có thể thấy là 4 tuần liên tiếp gần đây vàng liên tiếp xuất hiện những cái mẫu nến đỏ như thế này. Ở trong tuần mới này thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta canh sell xuống đối với dầu thôi. Về khung D ấy, thì các bạn có thể thấy là giá vừa phá vỡ qua cái đáy cũ này. Đây, giá vừa phá vỡ qua đáy cũ này và nó đã test lại cái đáy cũ ở đâu này. Khi mà nó phá vỡ qua cái nó đã retest lại để kiểm tra lại cái vùng đáy cũ này rồi nó xuống một nhịp tiếp theo. Đấy là cái vùng đáy cũ đầu tiên. Cái vùng đáy cũ thứ hai là vùng ở trên này. Đấy mà giá đã phá vỡ qua. Thì về khung H4 chúng ta sẽ canh sell xuống đối với dầu theo hai cái plan sau. Cái plan đầu tiên mà các bạn có thể canh sell xuống đó là chúng ta sẽ đợi giá quanh 76 cho đến 78 một lần nữa thì chúng ta sẽ canh sell xuống. Nhưng mà cái vùng này nó cũng sẽ khá là nguy hiểm. Tại vì là nó có thể là hình thành cái mô hình hay đáy rồi nó đi lên phá vỡ qua đường neckline này. Thì theo cái nhận định của mình ấy, nếu mà giá nó tạo cái phá vỡ giả và hình thành cái mô hình hay đáy đi lên ấy, thì nó có thể là chỉ đi lên được đến cái vùng này thôi, quanh cái vùng 81 cho đến 83 thôi. Thì lúc này các bạn sẽ cần phải để ý kỹ, quan sát kỹ khi mà giá nó lên đến cái vùng này và phản ứng mạnh tại đây. Nếu mà nó xuất hiện cái mẫu nến rút chân này cộng với cái nến engulfing nó như thế này chẳng hạn, đây sẽ là cái mẫu nến rút chân cộng cái nến engulfing như thế này nhá, thì lúc này các bạn có thể là an toàn và chúng ta canh sell xuống được rồi. Thì như vậy dầu sẽ có hai cái plan để chúng ta canh sell như vậy. Plan đầu tiên thì nó sẽ khá là rủi ro một chút, đó là các bạn sẽ đợi giá test lại cái vùng 77 cho đến 79 thì chúng ta sẽ entry sell xuống. Cái plan thứ hai đó là chúng ta sẽ săn stop hunt, tức là đợi giá tạo cái break giả, phá vỡ giả và đi đến vùng 81 cho đến 83 thì chúng ta sẽ canh sell xuống. Vậy là qua video này thì mình đã đưa ra cái nhận định cho 4 cặp tiền ở trong tuần mới này rồi. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy like, subscribe để đăng ký kênh và nhận những thông báo cho những video mới nhất nha. Ngoài ra thì nếu các bạn cảm thấy yêu quý và tin tưởng mình thì các bạn có thể đăng ký tài khoản SarexM hoặc là SanThing mà mình để dưới phần mô tả của video này để ủng hộ mình nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.